Các em thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ học Unit 3, Lesson 2, A Closer Look 1. Hôm nay chúng ta sẽ học hai phần, đó là chính là từ vựng, cách sử dụng những cái từ liên quan tới các hoạt động về cộng đồng. Và chúng ta sẽ học phần phát âm của âm T, D và I. Warm up! Các em hãy cùng nhau đến với phần khởi động nha các em. Các em nối cho cô những cái động từ sau đây với những danh từ thích hợp. Cô có recycle là tái chế, help là giúp đỡ, plant là trồng. Cô có cụm từ recycle, tái chế thì nó sẽ đi với các từ sau đây: recycle books, recycle bottles, tái chế những cái chai; recycle cans là tái chế những cái lon; help giúp đỡ, help small children giúp đỡ những trẻ em nhỏ; help homeless children giúp đỡ những trẻ em vô gia cư; hoặc là help old people, giúp đỡ những người già yếu. Động từ plant, trồng. Plant trees, trồng cây. Plant vegetables, trồng rau củ. Mời các em chúng ta cùng đến với phần vocabulary là một số từ vựng trong bài này nhé. Chúng ta có từ exchange, nhấn âm tiết số 2. Exchange. 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 Exchange có nghĩa là trao đổi. Exchange. Tiếp theo cô có từ nhặt lên. Pick up. Pick up. Các em có thể đọc nối lại là pick up cũng được nha các em. Pick up. Pick up. Cô có từ dạy kèm là tutor, nhấn âm tiết số 1. Tutor. 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 Now listen and repeat one more time. Exchange. Exchange. Pick up. Pick up. Tutor. Tutor. Bài số 1, các em hãy nối cho cô một cái động từ tương ứng với lại cái cột B. Cô có từ donate, nhấn âm tiết số 2, có nghĩa là quyên góp. Quyên góp cái gì? Như vậy chúng ta có 1E, donate books, nghĩa là quyên góp sách. Câu số 2, exchange, trao đổi. 2A, used paper for notebooks. Như vậy các em nhớ cho cô cái từ exchange sẽ đi với giới từ for, có nghĩa là trao đổi cái gì để lấy cái gì đó. Trong trường hợp này chúng ta trao đổi những cái giấy đã sử dụng để lấy những cái cuốn vở. Water là tưới nước. Chúng ta có water plants, có nghĩa là tưới cây đó các em. Pick up litter là nhặt hoặc là lượm rác. Tutor primary students, có nghĩa là dạy kèm những em học sinh tiểu học. Các em nhớ học thuộc cho cô những cái cụm từ này nhé. Trong bài 2 các em cùng hoàn thành cho cô những cái câu sau đây sử dụng những cái từ hoặc là cụm từ ở trong cái khung. Cô có tutor là dạy kèm, litter là rác, water là tưới, donate là quyên góp, used paper for notebooks là sử dụng những cái giấy cho cuốn vở. Câu số 1 chúng ta có pick up. Như vậy là pick up sẽ đi với từ litter. We pick up litter at the local park every Sunday. Chúng tôi lượm rác ở công viên local, có nghĩa là địa phương, công viên địa phương vào mỗi chủ nhật. To children in our village exchange. Như vậy ở đây cô có cụm từ exchange, chúng ta dùng với cụm used paper for notebooks. Những đứa trẻ ở trong ngôi làng của chúng ta thì đã trao đổi những cái giấy đã sử dụng để lấy vở cho mỗi cái năm học. Câu số 3, Tom and his friend blah 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 the plants in their neighborhood every weekend. Như vậy ở đây chúng ta có cái từ plants. Như vậy động từ nào đi với từ plants? Chính xác đó chính là từ water. Tom và những người bạn của cậu ấy tưới cây trong khu vực hàng xóm vào mỗi cuối tuần. For we blah 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 old textbooks to children in rural areas. Cô có cụm từ rural areas, nghĩa là những cái khu vực nông thôn. Textbooks là sách sách học sinh đó các em, sách giáo khoa đó.
Chúng tôi đã donate, quyên góp những cái sách giáo khoa cũ cho những cái trẻ em ở vùng nông thôn. 5. Min and his friends often blah 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 small children in their village. Min và những người bạn thường cái gì cho những cái trẻ em nhỏ ở trong ngôi làng. Chúng ta có cụm tutor small children, có nghĩa là dạy kèm những cái em nhỏ ở trong ngôi làng. Qua bài 3, mời các em cùng sử dụng những cái cụm từ ở trong cái box và sau đó hãy viết cho cô tạo thành một câu hoàn chỉnh dựa vào những cái bức tranh sau đây. Cô có ví dụ sau đây. Watering vegetables in school garden. Các em có thể nói là Lan is watering vegetables in the school garden. Bạn Lan thì đang tưới rau ở trong cái vườn của trường. Câu số 1, giving gifts to old people. Câu số 1 nghĩa là hãy đưa những cái món quà cho những người già. Thì các em có thể nói là she's reading books to the elderly. Các em sẽ nói cho cô là she's reading books to the elderly. Câu số 2, các em thấy là giving gifts to old people, có nghĩa là những cái bạn nhỏ này đang trao quà cho những người già. Thì mình sẽ nói là they're giving gifts to old people. Hình số 3, các em thấy là các bạn nhỏ đang quyên góp quần áo để cho những cái trẻ em, hay là trao đổi giấy để lấy vỡ. Chính xác, đó chính là they are exchanging used paper for notebooks. Ở bức tranh số 4, chúng ta có they're donating clothes to poor children. Họ đang quyên góp những cái đồ cho trẻ em nghèo. Và hình số 5, chúng ta có she's planting trees in the park. Cô ấy đang trồng cây ở trong công viên. Mời các em chúng ta cùng đến với phần phát âm nhé. Câu số 4, hãy nghe và lặp lại, chú ý cho cô những cái âm t, d và e. Cooked. Past. Helped. D. Watered. Cleaned. Volunteered. Id. Collected. Donated. Provided. Rồi các em thân mến, như vậy là cách đọc của ed á, của cái hai cái từ ed cuối cùng chúng ta có ba cách, đó là âm t, âm d và âm it. Thì ở đây cô sẽ bày cho em một cái mẹo để các em có thể học thuộc cho cô. Từ it này là dễ nhất, ở đây chỉ có hai âm, cái âm cuối mà kết thúc bằng âm t và âm d thì chúng ta đọc là it. Như vậy âm t và d thì chúng ta đọc là it. Các em nhớ cho cô cái từ này là từ thể dục. Đó, chữ đầu tiên nha các em, thể dục thì các em đọc là it. Ví dụ như từ collect, âm cuối của nó là âm t. Thêm ed chúng ta đọc là it, đọc là tit. Collected. Donated. Provided. Các em nhớ cái từ thể dục nhé, đọc là it. Cái số 2 là đọc âm t. Âm t thì có những cái từ kết thúc như là âm k, âm s và âm p. Ngoài ra còn có những từ sau đây. Các em thuộc cho cô cái câu là chính phủ phát không sổ sách. Chính phủ phát không sổ sách thì chúng ta đọc là âm t, là những cái âm bật hơi và âm xì đó các em. Âm ch, p, f, k, s, sh thì chúng ta đọc là t, và còn lại thì chúng ta đọc là d. Ví dụ watered, cleaned, volunteered, cooked, passed, helped. Bây giờ các em hãy nhìn vào bài số 5 và theo các em thì những cái từ sau đây đọc là âm gì nhé. Cô có nè, our club cooked. Như vậy âm c thì sẽ đi với âm t, cooked. Watered.
provide it. Nó nằm trong cái từ thể dục đó các em. Như vậy chúng ta đọc là it provided. Donate, âm từ thể dục, chúng ta đọc là it donated. Và volunteered. Như vậy cô có đáp án là cooked, watered, provided, donated và volunteered. Các em hãy đọc cho cô những cái từ sau đây nhé. Chúng ta có picked, booked, helped, tutored, watered, exchanged, donated, planted. Như vậy là trong bài này chúng ta đã học được những cái từ vựng liên quan tới dịch vụ cộng đồng và cách phát âm của ED, gồm có 3 cách là âm t, d và âm it. Các em về nhà nhớ làm cho cô bài tập và chuẩn bị bài mới nhé. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Goodbye.